Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngành thuế. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp đồng bộ trong tăng thu, chống thất thu ngân sách, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 29.130 tỷ đồng, bằng 54% dự toán trung ương giao. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn thách thức nên số thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 19.532 tỷ đồng, bằng 48% dự toán trung ương giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 16,4% dự toán tỉnh giao, bởi thị trường bất động sản trầm lắng. Bên cạnh đó, những khoản thu lớn của tỉnh từ sản xuất than và nhiệt điện chiếm khoảng 40% tổng thu nội địa đều chưa đạt theo tiến độ thu đề ra, do các doanh nghiệp được giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị định của chính phủ. Trên cơ sở kết quả thu ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm, thì số thu ngân sách 6 tháng cuối năm phải đạt trên 23.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu, đồng thời tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa để bù đắp cho các khoản thu giảm do thực hiện chính sách miễn giảm thuế của chính phủ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, nỗ lực của các ngành địa phương, đặc biệt là cán bộ công chức ngành thuế trong việc tham mưu và triển khai các giải pháp tăng thu chống thất thu ngân sách trong những tháng cuối năm là cơ sở tiền đề quan trọng để tỉnh Quảng Ninh đạt mục tiêu trong năm 2024 này, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 42.600 tỷ đồng. Theo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông quan điện tử để thực hiện các hành vi gian lận thương mại trốn thuế vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực trạng trên, thì lực lượng hải quan các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ quyết liệt để kịp thời ngăn chặn các hành vi này. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trung bình xuất khoảng 280 xe một ngày và nhập khẩu khoảng 626 xe một ngày. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua đây chiếm tỷ trọng lớn trong toàn tỉnh. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, chi cục phát hiện xử lý hơn 400 vụ doanh nghiệp gian lận kê khai hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu. Cái hàng hóa đi qua cửa khẩu Hữu Nghị thì rất là lớn, nhiều loại hình, nhiều chủng loại, đa dạng, công tác quản lý rất là phức tạp. Để mà thực hiện được công tác chống gian lận thương mại thì chúng tôi trước tiên là phải tăng cường cái công tác là kiểm tra, tuần tra kiểm soát, công tác thu thập thông tin từ trong và ngoài lực lượng. Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện trên 770 vụ việc qua cửa khẩu với nhiều vi phạm như doanh nghiệp lợi dụng chính sách thông quan điện tử để gian lận trong kê khai hàng hóa nhập khẩu, trốn thuế, trị giá 18 tỷ đồng, ước tính tăng tới hơn 56% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại một số những cái trường hợp gian lận thương mại thông qua cái việc lợi dụng hàng hóa về phân luồng tờ khai như luồng xanh, luồng vàng và một số cái loại hình hàng hóa xuất khẩu như là hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng vận chuyển độc lập, thì doanh nghiệp đã lợi dụng và cái hình thức gian lận khai sai về số lượng, chủng loại, tên hàng xuất xứ và vấn đề về liên quan sở hữu trí tuệ. Khai báo sai về tên hàng, chủng loại, mã số hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, làm giả chứng từ hồ sơ hải quan là những thủ đoạn mà chủ hàng doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích đưa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm quy định pháp luật vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Tất cả hành vi này nhằm mục đích giảm số thuế phải nộp của doanh nghiệp và đưa hàng hóa có giá trị cao vào tiêu thụ ở nội địa Việt Nam. Chi cục Hải quan Tân Thanh cũng đã phối hợp với lại các lực lượng ở trên địa bàn là tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền và vận động các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu, người dân có hoạt động xuất nhập khẩu đi qua địa bàn thì để không tiếp tay cho buôn lậu cũng như là các cái hoạt động liên quan đến gian lận thương mại để nhằm chấp hành đúng cái quy định của Đảng, của nhà nước. Để việc đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại qua biên giới đạt hiệu quả cao hơn, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt tăng cường phối hợp, đảm bảo kịp thời chặt chẽ trong thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường phối hợp kết nối chia sẻ thông tin phù hợp với tình hình, công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 các cấp và các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo thu thập xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân theo quy định. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết mặc dù năm nay vải thiều bị mất mùa nhưng vải thiều vẫn đem về cho địa phương khoản doanh thu khoảng 6.600 tỷ đồng. Tổng sản lượng vải tiêu thụ gần 86.000 tấn. Vải thiều được tiêu thụ thuận lợi cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó thị trường trong nước tiêu thụ trên 60.000 tấn qua các kênh, chợ đầu mối, các chợ dân sinh, siêu thị, các sàn thương mại điện tử.
vải tươi chế biến sấy khô và hệ thống bán buôn bán lẻ khác. Số còn lại được xuất khẩu sang các thị trường chủ yếu là Trung Quốc và một số quốc gia vùng lãnh thổ như EU, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Dubai, Canada và các nước khu vực Đông Nam Á. Tính đến nay, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 28 vụ việc phòng vệ thương mại và đã áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu. Về ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài, tính đến tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã phải đối mặt với 252 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường với đa dạng các mặt hàng. Ngoài ra, cơ quan điều tra nước ngoài thường xuyên rà soát các vụ việc phòng vệ thương mại với quy trình và các yêu cầu rất phức tạp. Bộ Công Thương cho biết xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc hàng hóa xuất khẩu sẽ phải đối diện nhiều hơn trước các vụ điều tra phòng vệ thương mại, trong đó có một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang các thị trường lớn như EU và Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghiên cứu bổ sung quy định các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử, livestream bán hàng phải được định danh đầy đủ trên các nền tảng trước khi thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Triển khai các giải pháp để quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ số. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp và lộ trình làm sạch tài khoản cho các trang thương mại điện tử và các trang mạng xã hội thực hiện hoạt động kinh doanh quảng cáo, rà soát ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật để sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử đáp ứng mục tiêu quản lý hoạt động thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Bổ sung quy định thu hồi giấy phép hoạt động livestream bán hàng khi có vi phạm. Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp dự thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo này quy định về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Theo Bộ Tài chính, việc đề nghị xây dựng dự thảo nhằm mục tiêu thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân nông thôn, đồng thời khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân nông thôn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện có 1.407 tiêu chuẩn Việt Nam và 107 quy chuẩn Việt Nam. Việc xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm góp phần nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cùng với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hủy bỏ 126 quy chuẩn Việt Nam không còn phù hợp các lĩnh vực. Cùng với nâng cao chất lượng hiệu quả ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Để ngăn chặn các hành vi gian lận và giúp điều tiết cung cầu trên cả nước, Trung tâm Tin học và Công nghệ số thuộc Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu xăng dầu. Hệ thống được kỳ vọng góp phần đảm bảo thị trường xăng dầu sẽ ổn định và minh bạch hơn trong bối cảnh thị trường xăng dầu trong và ngoài nước đang có nhiều biến động, đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là đối với các ngành vận tải và sản xuất. Việc sử dụng công nghệ trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động kinh doanh giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ người tiêu dùng. Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm đảm bảo quản lý và điều phối xăng dầu hiệu quả. Hệ thống cung cấp dữ liệu cho cơ quan chức năng theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời hỗ trợ điều tiết cung cầu và bình ổn giá cả. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2024. Chính sách này được ban hành trước thềm năm học mới 2024-2025, đã cơ bản tháo gỡ tình trạng khó khăn về đội ngũ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2024-2025, trường trung học cơ sở Lê Văn Tám dự kiến sẽ tăng thêm 2 lớp thành 46 lớp, với khoảng 2.070 học sinh toàn trường. Hiện nhà trường có 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế và hợp đồng. So với biên chế định biên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn thiếu 20 giáo viên rải rác ở các môn học. Với chính sách của tỉnh về bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mà Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp 19, sẽ giúp nhà trường đáp ứng yêu cầu về đội ngũ, hạn chế việc tăng tiết dạy trên một giáo viên, đảm bảo chương trình giáo dục.
Trước khó khăn của ngành giáo dục nói chung về thiếu biên chế thì nhà trường sẽ có được bổ sung biên chế cho năm học mới, giải quyết được những cái khó khăn trong năm học 2024-2025, đồng thời là cái bước tạo nguồn sức mạnh cho nhà trường để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. So sánh với quy mô số lớp và định mức biên chế, năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục thiếu 4.227 người làm việc, trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên tiểu học và tiếng Anh, tin học và công nghệ, nghệ thuật. Căn cứ quyết định số 2382 ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Quảng Ninh và văn bản số 7281 ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nội vụ, đề nghị các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế, địa phương quyết định biên chế từng cấp học. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 213 ngày 10 tháng 7 năm 2024, tỉnh phê duyệt bổ sung 238 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là bổ sung thêm và đủ để chúng tôi thực hiện bố trí đủ cho giáo viên dạy 2 buổi trên ngày 100% đối với các lớp, cũng như là thực hiện được tốt cái chỉ thị 38 của Hội đồng Nhân dân của tỉnh, cũng như là cái kế hoạch 278 của thành ủy. Với quan tâm sâu sát của tỉnh, thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo ưu tiên dành chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng kịp thời giáo viên cho các môn còn thiếu nhiều, phối hợp bố trí sắp xếp sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên hiện có, tăng cường bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên các môn học mới, tiếp tục xây dựng đề án tự chủ để bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc, thực hiện hiệu quả tinh giản số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, tuyển dụng hợp đồng giáo viên, qua đó đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo. Năm học 2023-2024, Hải Phòng được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức Hội khỏe phù động toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 với 15 môn thi đấu. Hải Phòng bố trí 19 điểm tại các trung tâm thi đấu, trung tâm thể thao các quận huyện. Các đơn vị được trưng dụng làm điểm phục vụ hội khỏe phù động phải đảm bảo an ninh trật tự, giao thông, an toàn vệ sinh, chất lượng cơ sở vật chất để phục vụ cho các đoàn vận động viên thi đấu. Hội khỏe phù động toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2024 tại thành phố Hải Phòng. Thả diều là thú vui tao nhã từ bao đời nay, nhưng nếu không tuân thủ các quy tắc an toàn chung sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, thậm chí thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến tính mạng do diều vướng vào đường dây điện gây chập cháy, mất điện diện rộng. Không những vậy, tiếng sáo diều liên tục suốt ngày đêm còn là nỗi ám ảnh đối với người dân. Phóng sự vừa thực hiện tại tỉnh Hải Dương. 22 giờ đêm. Sau gần 3 giờ đồng hồ lần tìm dọc theo tuyến đường dây điện trung thế, hai công nhân của tổ quản lý vận hành điện lực Tứ Kỳ mới tìm được nguyên nhân gây sự cố lưới điện. Diều do người dân thả qua đêm bị đứt dây, vướng vào đường dây điện gây mất điện trên diện rộng. Thực sự là rất vất vả đi tìm từ lúc chiều. Đi tìm từ lúc chiều mà anh em ở cơ quan là lãnh đạo đã phân toàn đội và huy động thêm cả bên đội dịch vụ cùng với lại các anh em phòng thuật để xử lý cái vấn đề tìm sự cố. Anh em tôi là hôm nay xuyên đêm làm đến bây giờ cũng rất là mệt. Thực sự đến bây giờ tôi cũng mệt. Mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là thời điểm thú chơi diều vào mùa. Diều với đủ loại màu sắc, kích cỡ bay lượn trên bầu trời. Cá biệt có những cánh diều sáo sải cánh từ 3 đến 5 mét, được gắn từ 5 đến 7 ống sáo. Ngày lộng gió, diều sáo có thể được thả xuyên đêm. Khi đó, tiếng sáo phát ra không còn là bản nhạc du dương, mà trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Không chỉ vậy, thú chơi thả diều còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự cố lưới điện. Vấn đề về cái diều sáo ấy thì cái tệ nạn ấy bây giờ thì cũng rất khó, vì khi người ta thả ở đêm, ví dụ như là ban ngày thì có thể rằng là mình đi mình coi như là vận động để người ta bỏ xuống, nhưng đêm thì là khi mà mất điện ấy thì bọn tôi lại phải đi tìm, cái thời gian tìm ấy thì ở trên cái diện rộng như thế tìm rất lâu. Qua công tác quản lý vận hành lưới điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương, đến cuối tháng 6 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 72 sự cố lưới điện có nguyên nhân là do thả diều.
tuy số vụ việc đã giảm so với năm trước, nhưng nguy cơ mất điện từ thả diều vẫn hiện hữu, cho dù các biện pháp ngăn chặn vẫn đang được duy trì. Tuy là chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, với công an, mặc dù vậy thì điện lực cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc ngăn chặn việc thả diều gây sự cố lưới điện. Đó là địa bàn trên diện rộng, chủ yếu là các học sinh chưa nhận thức được vấn đề và tổ chức thả diều đơn lẻ nên diễn ra ở nhiều địa điểm. Điện lực cũng đã tốn rất nhiều thời gian để phối hợp với lại chính quyền địa phương cùng với lại công an. Theo Điện lực Tứ Kỳ, địa phương có sự cố lưới điện do thả diều nhiều nhất tỉnh. Mặc dù xảy ra 22 vụ sự cố tính từ đầu năm đến nay, nhưng việc ngăn ngừa và xử lý hành vi vi phạm này còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đều xử lý ngay và để cấp điện trở lại ngay cho lưới điện, nhưng tuy nhiên thì để phát hiện ra người thả diều cũng rất là khó. Và cái việc mà phát hiện ra thì ở đây thì chúng tôi cũng sử dụng rất là nhiều biện pháp, ví dụ như là chúng tôi tăng cường cái công tác kiểm tra cũng như là phối hợp với cả công an địa phương để tăng cường tuần tra để ngăn chặn, chủ yếu là ngăn chặn là chính, chứ còn nếu khi mà đã xảy ra sự cố thì cũng là rất khó để xử lý. Theo quy định, thả diều gây sự cố lưới điện là hành vi vi phạm an toàn hệ thống lưới điện, bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 134 của Chính phủ với mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, người thả diều gây sự cố lưới điện còn có thể bị xử lý hình sự tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực theo Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Tình trạng âm thanh sáo diều vượt ngưỡng còn là hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn có thể bị xử phạt theo quy định tại nghị định số 155 của Chính phủ. Bố trí nhiều tổ công tác mặc thường phục, hóa trang, sàng lọc người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, rồi thông tin tới các tổ cảnh sát giao thông công khai kiểm tra ngăn chặn. Cách làm này của công an Cẩm Phả không chỉ giúp ngăn chặn phòng ngừa từ gốc các tai nạn giao thông do rượu bia, mà còn tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành quy định đã uống rượu bia không lái xe trong cộng đồng. Ngay trong tối qua, từ thông tin của các tổ công tác hóa trang, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Cẩm Phả đã phát hiện xử lý 6 trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, ngay khi những người này vừa điều khiển phương tiện di chuyển ra từ các quán nhậu. Trong đó có 4 trường hợp vi phạm vượt nhiều lần khung quy định cao nhất. Chúng tôi thay đổi các phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát kết hợp cả công khai lẫn trinh sát. Cái mục tiêu lớn nhất của chúng tôi làm thế để cho người dân khi điều khiển phương tiện là không được uống rượu bia khi tham gia giao thông, để làm giảm tối thiểu cái tai nạn xảy ra trên địa bàn. Thực tế cho thấy, bên cạnh phần đông người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành quy định đã uống rượu bia không lái xe, vẫn còn một bộ phận người cố tình vi phạm. Và phần lớn, những vụ tai nạn giao thông do tài xế uống rượu bia, sử dụng chất kích thích gây ra, nhất là những vụ do lái xe ô tô vi phạm gây ra, thường có hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài việc tuần tra kiểm soát ngăn chặn lái xe uống rượu bia tại các quán ăn, nhà hàng, sau đó tham gia giao thông, Công an thành phố Cẩm Phả cũng triển khai nhiều tổ công tác, trinh sát, sàng lọc lái xe uống rượu bia, sử dụng chất kích thích tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, quán bar, pub. Chúng tôi cũng đã triển khai và cho điều tra cơ bản rất là kỹ và trực tiếp từ lãnh đạo đến chỉ huy đội đến cán bộ chiến sĩ là huy động 100% quân số xuống đường để triển khai đồng loạt. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng quản lý chính rồi phòng cháy là phối hợp để kiểm tra đồng loạt các cái quán bar, nào bar pub, và cũng dùng hình thức là cho trinh sát để kiểm tra, sau đó là kết hợp cùng với cảnh giao thông để kiểm tra đồng loạt, để cũng góp một phần nào giữ vững tình hình an ninh trật tự và ổn định địa bàn. Hóa trang xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn đang được Công an thành phố Cẩm Phả duy trì liên tục. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, Công an thành phố Cẩm Phả đã ngăn chặn xử phạt trên 900 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, góp phần tích cực xây dựng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.